Sự trùng hợp kỳ lạ, tàu cá 16 người mất liên lạc với vụ chìm tàu năm 2014 ở Bình Thuận. Thuyền trưởng được xem là sói biển do rất có kinh nghiệm, gan dạ từng thoát chết trong vụ chìm tàu tháng 7 năm 2014 và nghỉ nghề biển 5 năm. Sáng 14 tháng 7, tàu cá biển CBS 7011 của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 đã đến vị trí trước khi tàu cá BTH 97478TS trước khi bị mất tín hiệu VMS, tọa độ 0906,39N, 109-13,06E. Tàu cảnh sát biển CBS 7011 đến khu vực trên thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn theo lệnh điều động của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển. Tối 13 tháng 7, hàng trăm thân nhân của 16 thuyền viên trên con tàu mất liên lạc nghe tin đồn đã tìm được thi thể các thuyền viên đã tập trung ở cảng Phan Thiết, Bình Thuận để chờ đón. Thậm chí nhiều người còn thuê cả xe cứu thương đợi sẵn, nhưng ngay sau đó các cơ quan chức năng thành phố Phan Thiết cho biết đó là hoang tin. Về con tàu BTH 97478TS, đây là tàu lớn với công suất máy chính 310 CV do chủ tàu Bùi Văn Toàn, 50 tuổi, ngụ phường Đức Nghĩa, Phan Thiết, người được xem là sói biển làm thuyền trưởng. Ông Toàn là chủ hai con tàu lớn, chuyên bám biển hành nghề tại khu vực Trường Sa, DK1 là thuyền trưởng rất có kinh nghiệm và gan dạ. Đáng chú ý là vụ tàu mất liên lạc lần này có khá nhiều điều trùng hợp kỳ lạ với vụ tàu BTH 96984TS, cũng do ông Bùi Văn Toàn làm thuyền trưởng bị đắm cách đây đúng 8 năm. Ngày 8 tháng 7 năm 2014, ở vùng biển Kê Gà, Bình Thuận, khiến 6 người chết và mất tích, 13 người được cứu sống, trong đó có thuyền trưởng Toàn. Nếu như vụ đắm tàu tháng 7 năm 2014 có 2 thuyền viên vì lý do sức khỏe không lên tàu vào phút chót, thì vụ tàu BTH 97478TS cũng có 2 thuyền viên rời tàu BTH 97478TS trước khi con tàu mất liên lạc ngoài khơi vì lý do sức khỏe và đã theo tàu của tỉnh Kiên Giang về lại đất liền. Sau vụ đắm tàu tháng 7 năm 2014, thuyền trưởng Bùi Văn Toàn bỏ nghề nhưng được 5 năm vì quá nhớ biển. Năm 2019, thuyền trưởng Toàn lại ra khơi. Trong danh sách 16 thuyền viên trên con tàu mất liên lạc lần này, có rất nhiều thuyền viên thoát chết trong vụ đắm tàu tháng 7 năm 2014 tại vùng biển Kê Gà. Đó là ông Võ Măng Mốt, 56 tuổi, hay anh Huỳnh Ngọc Trí, 39 tuổi. Những người tưởng đâu đã thiệt mạng trong vụ chìm tàu năm 2014, sau 20 giờ lên đên trên biển may mắn được cứu sống và lần này có tên trên con tàu mất liên lạc. Đó cũng là thuyền viên Nguyễn Thành Lăng, 42 tuổi, một người hùng trong vụ chìm tàu tháng 7 năm 2014, khi anh chính là người cứu sống ông Võ Mốt và hai thuyền viên khác. Còn nhớ, thời điểm tháng 7 năm 2014, sau khi được cứu sống, xuất viện về nhà, anh Lăng đã kể với chúng tôi đã cố gắng động viên mọi người, thậm chí liên tục pha trò, hò hát cho mọi người tỉnh táo, không lơi tay. Đến 1 giờ sáng, sau 10 giờ đồng hồ, chúng tôi bị đẩy ra xa cách con tàu bị nạn hơn 20 km. 2 giờ sáng cùng ngày, theo đồng hồ của một thuyền viên, buông tay mất hút mà không kịp trăn trối, nhóm của tôi chỉ còn 5 người. Khoảng hơn 1 giờ sau, thấy Ngô Minh Tuấn đuối sức, tôi tiếp cận cổng Tuấn và yêu cầu bạn ôm mình thật chặt. Chưa đầy 1 giờ sau, Tuấn thều thào nói mình sẽ chết rồi buông tay. Đến 8 giờ 30 ngày 9 tháng 7 năm 2014, những người trong nhóm của tôi đau đớn chứng kiến ông Võ Văn Hai buông tay. Trong nhóm chỉ còn lại 3 người, anh kể. Lúc đó tôi yêu cầu hai người còn lại ôm tôi thật chặt và động viên vài tiếng nữa sẽ có tàu đến cứu. Khi mặt trời lên, nắng bỗng rát phát hiện một con tàu đi ngang. Cả ba chúng tôi hét khan cả giọng nhưng con tàu đi ngang không phát hiện. Lúc này ông Võ Mốt đã kiệt quệ, mắt nhắm nghiền. May mắn họ phát hiện một chùm bông hoa súng dài cỡ găng tay ở đâu đó trôi tới. Tôi nhòi người vớt rồi chia cho cả ba cùng ăn. Tôi cõng ông Mốt trên lưng khoảng 2 giờ nữa thì được tàu cứu hộ phát hiện cứu sống. Và đó cũng là thuyền viên Nguyễn Thành La, 40 tuổi, người bất ngờ hủy chuyến đi vào phút chốt trên chuyến tàu BTH 96984TS vào tháng 7 năm 2014. Nhưng lần này anh có mặt trên con tàu mất liên lạc. Sáng nay, tại tọa độ con tàu BTH 97478TS, nơi phát hiện tín hiệu cuối cùng lúc 5 giờ 7 phút ngày 10 tháng 7 năm 2022, ngoài tàu CBS 7011 còn có rất nhiều tàu cá hoạt động gần đó tham gia tìm kiếm trên diện rộng. Vị trí tìm kiếm được định vị cách đảo Phú Quý khoảng 84 hải lý về hướng Tây Bắc và cách cảng Phan Thiết khoảng 126 hải lý về hướng Bắc Tây Bắc. Không chỉ người dân Bình Thuận mà cả nước đang nín thở theo dõi vụ việc này và ai cũng mong muốn điều kỳ diệu và trùng hợp sẽ xảy ra như vụ đắm tàu tháng 7 năm 2014.